trần. Nhờ bác sĩ Philip Du chữa trị cho tôi đúng một tháng, tôi đã hết. Cũng nhờ tia laser của bác sĩ Philip Du mà cái lưng tôi nay bớt hết nhiều. Tôi rất là cảm ơn bác sĩ Philip Du. Cái lưng tôi hồi trước á, tôi bị té nứt cái xương sống số 12 mà tôi đi trị khắp nơi không hết. Mà tôi xem báo tôi thấy bác sĩ Philip Du nói đúng ngày chứng bệnh của tôi, thì tôi tới để bác sĩ trị và laser. Thì tôi nay tôi hết, tôi thật là hết. Tôi rất là cảm ơn bác sĩ.